Câu đầu tiên, câu số 1. Amin là gì? Thì ở đây theo định nghĩa nhá, định nghĩa này, theo định nghĩa này, thầy nhắc lại một chút, theo định nghĩa. Amin là khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydro của phân tử NH3 bởi gốc hydrocarbon thì thu được amin. Vậy này, bởi gốc hydrocarbon no thì ia sai từ no, chỉ cần là hydrocarbon thôi. Được chưa? Khi thay một hydro trong NH3, một sai từ một. Một hay nhiều hydro trong NH3 bởi gốc hydrocarbon, cái này mới đúng. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án C. Nhớ nha. Amin là hợp chất hữu cơ có được khi thay một hay nhiều hydro trong NH3 bởi gốc hydrocarbon. Các em nhớ chưa? Mình tiếp tục sang câu số 2, số đồng phân ứng với công thức phân tử C3H9N. Thì buổi trước thầy đã từng nói qua là khi mà tìm đồng phân amin ấy, thì chúng ta tìm theo phương pháp 345248. Thế ở đây bây giờ thầy dạy thật chậm chúng ta hiểu cái cách này nhá. Thế thì tìm đồng phân C3H9N thì tìm như nào? Rất nhiều bạn hỏi là cái phương pháp tìm đồng phân 345248 có ứng dụng được không? Thì câu trả lời của thầy là ứng dụng được. Với một câu hỏi là số đồng phân của amin C3H9N thì chúng ta nhớ đến việc tìm đồng phân bậc 1. Các em nhìn được kỹ nhá, thầy giải rất chậm. Đồng phân bậc 1 thì amin chúng ta có dạng là RNH2. Vậy thầy đưa C3H9N về dạng C3H7NH2. Vậy anh này là có 3 carbon. 3 carbon. Chúng ta nhớ 3 4 5 2 4 8, vậy 3 ta có 2. Được chưa? Vậy suy ra C3H9N có 2 đồng phân amin bậc 1. Xét đến bậc 2. Bậc 2 thì nó có dạng là R1NHR2. Vậy ở đây mình có, nếu xét về số nguyên tử carbon thì mình được R1 cộng R2 bằng 3 carbon. R1 cộng R2 bằng 3 carbon, và mình phân tích là 3, do là bậc 2 và R này phải lớn hơn bằng 1 carbon. Đúng chưa? Phải lớn bằng 1. Nên mình có là 1 cộng 2. 2 cộng 0 1 không được. Bởi vì 2 cộng 1 nó đảo lại nó giống nhau. Không được. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy suy ra anh C3H9N chỉ có 1 đồng phân amin bậc 2. Cuối cùng đến đồng phân amin bậc 3. Bậc 3 thì amin chúng ta có dạng R1NR2R3. Vậy là ta sẽ có là R1 cộng R2 cộng R3 bằng 3 carbon. Vậy mình được là 1 cộng 1 cộng 1. Được chưa? 1 cộng 1 cộng 1, vậy thì ta có 1, chỉ có 1 thôi. Và nhân với nhau, vậy được là 1. Vậy suy ra ở đây mình sẽ có là 2 này cộng 1 này cộng 1 này bằng 4. Vậy là ở đây mình có 4 đồng phân amin. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng đáp án C nhá. Nhớ chưa? Câu 2, số đồng phân ứng công thức phân tử C3H9N phải 4 đồng phân, các em nhớ. Đừng có làm theo kiểu viết thì công thức của các thầy cô trên lớp, mà hãy làm theo pháp 345248 nhá. Nhớ kỹ cái này. Đứa nào mà học cái này phải đọc thật kỹ, xem thật kỹ để lên level top 1 ở trên lớp cho này. Cho chúng nó trầm trồ, cho các bạn trầm trồ. Thế ngay lập tức mình sang câu số 4, câu số 3. Câu số 3 một câu tương tự đúng không? Nhưng bây giờ sau khi chúng ta đã xem xong câu số 2 rồi, bây giờ sang câu số 3 chúng ta phải ở một level khác. Level này phải cao cấp hơn level câu số 2. Chúng ta luôn luôn cố gắng và chúng ta luôn luôn tiến hóa. Nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ nha. Học giỏi cho các bạn trầm trồ, sau này vào live stream của tất cả các thầy giáo dạy hóa khác trên mạng. Làm thật nhanh như một cơn gió, comment xuống cho tất cả các bạn học thế ấy thật là kinh ngạc. Sau đó chỉ chốt là một câu mình học hóa thầy Minh Myelin. Chỉ cần một câu thôi để nói lên được level và đẳng cấp của em. Tiếp nha các em. Nhìn kỹ này. Anh này cũng tròi bao nhiêu đồng phân. Vậy là mình sẽ có đồng phân bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Nếu các em để ý vừa nãy thầy giải, nhìn kỹ nhá. Bậc 1 thì phân tích thành 1 số hạng. Bậc 2 thì phân tích thành 2 số hạng. Và tương tự như vậy, bậc 3 thì phân tích thành 3 số hạng. Hiểu không nhỉ? Còn chỗ này thầy làm chậm chậm chúng ta hiểu. Vậy bây giờ xét đến đồng phân amin. Nếu hỏi đồng phân bậc 1 thì thành 1 số hạng. Vậy 4 này, đây là đồng phân amin bậc 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có 4. Vậy là bậc 1 có 4 đồng phân. Bậc 2 phân tích thành 2 số hạng. Tổng bằng 4 nhá. 1 cộng 3, 2 cộng 2. Không được có 0 cộng đâu. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1.
3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Vậy là 3. Bậc 3 thì mình có là 1 cộng 1 cộng 2. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1 x 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng ở đây mình có 4 cộng 3 cộng 1 bằng 8. Vậy là 8 đúng không? Các em thấy không? Level chúng ta đã tăng lên một đỉnh cao mới. Rõ chưa? Đấy, khi chúng ta học thầy, level chúng ta sẽ tăng. Đầu tiên mình phải hiểu bản chất. Đây, mình hiểu bản chất ở câu số 3. Sau đó mình sẽ khủng hơn ở câu số 4. Đấy là việc tiến hóa trong từng bài học. Chính xác, em học như vậy dễ nhớ hơn công thức, chính xác luôn. Nào, tiếp nha. Sang câu số 4. Câu số 4. A là một đằng đẳng của anilin. Câu này câu lừa rất kinh. Câu lừa cực kỳ kinh luôn. Có công thức phân tử là C7H9 à? Số đồng phân của A là. Đây. Đồng đẳng của anilin. Riêng cái từ đồng đẳng này thôi đã giết rất nhiều bạn trong việc giải sai trắc nghiệm. Quan sát nha, thật kỹ nha. Anilin được công thức như này các em nhá. NH2. Chúng ta quan sát NH2 đính vào carbon thường. NH2 đính vào carbon thường. Thế vậy là đồng đẳng là tập hợp. Các em nhớ thử định nghĩa đồng đẳng. Là tập hợp mà các chất hơn kém nhau một hay nhiều nhóm xé thai. Và đa số các em chỉ nhớ một cái này thôi và quên mất một cái. Đó là cấu trúc tương đồng nhau. Ở đây thầy nhắc đến từ cấu trúc tương đồng nghĩa là gì? Anilin NH2, vậy nó là amin bậc 1. Thứ hai, nhóm NH2 đính vào carbon thường. Vậy câu hỏi A là một đồng đẳng của anilin, thỏa mãn công thức phân tử C7H9N, nó phải thỏa mãn là amin bậc 1 và NH2 đính vào vòng carbon thường. Vậy quan sát nha. C7H9N có vòng benzen 6 carbon rồi. Vậy lại dư một carbon đây nữa. Bây giờ mình đi đánh nhóm NH2 vào trong này. Trục đối xứng. Chú ý là NH2 phải đính vào carbon thơm. Vậy chỉ có thể là 1, 2, 3. Rất nhiều bạn chọn 4 đính NH2 vào carbon này. Không phải, nên NH2 cắm vào carbon no. Nên không phải là 4 nhá. Bạn nào đính 4 ở đây là sai lè cổ. Bạn nào để 5 ở cái vị trí giữa này này là sai, bởi vì nó là amin bậc 2. Nhưng đây là amin bậc 1 thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có 1, 2, 3. 3 đồng phân. Đáp án này. Nhớ chưa? Hiểu không nhỉ? Cả nhà hiểu không nhỉ? Cả nhà có hiểu không đây? Thế các em nhớ nhá. Các em là ở trong thành viên Live VIP. Các em ở thành viên Live VIP. Live VIP nó khác với Live thường. Nó khác với Live thường. Live VIP là chương trình học, là tương đương với lớp off nhá. Chương trình học của em tương đương với lớp off. Nếu các em có thể hỏi tất cả các bạn lớp off của thầy thì quyển sách này là quyển sách dành cho lớp off. Cái quyển sách mà thầy xuất bản, sách mà thầy xuất bản là đã có được tích hợp ở bên trong lớp Live VIP rồi nhá. Thì là các em được tặng bản PDF, được chưa? Thì các em có thể photo cái bản đấy ra thành sách nhá. Còn lại cái quyển sách mà thầy xuất bản đấy, nếu em thích em vẫn có thể đăng ký mua, được chưa? Nếu em thích một quyển sách xịn sò có bìa đẹp thì em có thể đăng ký mua. Còn về mặt nội dung thì y xì như quyển sách photo, được chưa? Các em hiểu chưa nhá? Nếu mà em thích lấy bản xịn sò thôi. Và bây giờ chúng ta làm tiếp câu số 5. Skin của thầy luôn chất. Dĩ nhiên. Hello Nguyễn Văn Quân. Skin nào thì cũng chất. Cứ học thầy điều đến cuối thì em sẽ thấy còn rất rất nhiều skin chất. Khi đã đăng ký học, nhớ học bài đầy đủ. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Bởi vì mỗi video của thầy dạy các em chỉ mất cũng chỉ khoảng độ tầm từ 30 cho đến 1 tiếng đồng hồ thôi. Nếu bỏ lỡ thì rất là phí cho chúng ta. Câu số 5 nha. Cho amin có cấu tạo, tên gọi đúng của amin là. Các em nhìn kỹ nha. Anh này là C, 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 NH2. Và thầy hoàn toàn có thể viết ngược lại là C, 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 NH2. Anh này không thể tên gọi là propinamin được. Sai. Anh này không thể gọi là etin metinamin được. Sai. Anh này không thể gọi là dimetinamin được. Sai nốt, mà nó phải là gì?
propan hai amin. 1 2 3 propan hai amin. Đáp án đúng đáp án D. Câu số 6. Nhớ tên hợp chất này nha, không được quên nha. Câu số 6 một câu rất là hay thì gọi tên một hợp chất công thức sao? Gọi tên một hợp chất công thức sao? Đây. Anh này. Anh này thì tên nó như thế nào? H2N này. CH2 này, 6 lần này, NH2 này. Các em chú ý nha, cái nhóm CH2 này này có tên gọi là methylene. 6 lần này nó ở trong hóa học gọi là hexa. Hai nhóm NH2 thì NH2 là amin và hai nhóm NH2 là di amin. Vì tên gọi của nó là hexamethylene diamin. Được chưa? Người ta bán đúng đáp án B, chỗ này thì viết lỗi tin methylene diamin. Nhớ chưa nhỉ? Hexamethylene diamin và chất này các em phải nhớ. Bởi trong tính chất học của amino acid thì nó sẽ tác dụng với lại acid adipic để tạo thành nylon 6,6. Nên là bắt buộc phải nhớ tên này. Rồi nha. Câu số 7. Thế nào là bậc của amin? Câu số 7, thế nào là bậc của amin nhỉ? Bậc amin là số nguyên tử hydro trong hydrocarbon đã bị thay thế bởi nhóm NH2 sai. Bậc amin số nguyên tử nitơ trong nguyên tử carbon sai tiếp. Bậc amin là bậc của carbon mang nhóm NH2 sai tiếp. Bậc amin là số nguyên tử hydro của NH3 đã bị thay thế bởi gốc hydrocarbon, hoàn toàn chính xác, đáp án đúng đáp án gì? Câu số 8, amin nào dưới đây amin bậc 2? Ở đây chúng ta nhớ một chút là RNH2 là amin bậc 1. R1NH R2 là amin bậc 2. R1N R2 R3 là amin bậc 3. Thế vậy amin bậc 2 là thằng mà có nhóm NH, sau này mình auto mình làm vậy. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu số 9, tương tự như vậy trong các amin sau, amin nào là amin bậc 2? Cứ có nhóm NH là amin bậc 2. Vậy ở đây là anh này, đây sorry chỗ này là ghi thiếu này. Thằng số 2 này. Được chưa? Và thằng số 4. Đúng không? Đây có nhóm NH này. Vậy là 2 và 4, B bỏ. Câu số 10, cho biết số amin bậc 2 của C5H13 nào. Thế bậc 2 thì là hai số hạng, bậc 1 một số hạng, bậc 2 hai số hạng, bậc 3 ba số hạng. Vậy đây mình có phân tích 5 thành hai số hạng. 1 cộng 4 2 cộng 3 không 1 2 chỉ có 1. 3 4 5 2 4 8 3 có 2, 4 có 4. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6. Vậy là 6 đồng phân amin bậc 2. Đáp án đúng đáp án C. Nhớ chưa? Nhuần nhuyễn skin chưa? Đây này, câu 11 này mà không có skin của thầy mà đi mà viết hết ra dùng công thức thì cô gọi là đi hết. Nào, nha. Mình có này. Mình có này, câu số 11 này. 3 amin mạch hở lần lượt vào công thức là C3H9N, C4H11N, C5H13N. Hỏi tổng số bao nhiêu đồng phân amin bậc 2 và mình phân tích nó thành hai số hạng. 3 thì mình có 1 cộng 2. 4 thì mình có 1 cộng 3. Đúng không? 2 cộng 2. 5 thì mình có 1 cộng 4 này. 2 cộng 3 này, hết rồi. Vậy 0 1 2 thì chỉ có 1. 1 1 1 1 3 4 5 2 4 8 3 mình có 2, 4 có 4. 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2. 1 cộng 2 cộng 1 cộng 4 cộng 2 bằng 10. Vậy tổng ở đây có 10. Hương Giang Vũ, hello, thank you em. Cực kỳ chất chứ. Thầy còn nhiều chiêu chất lắm. Tổng cộng có 10, đáp án đúng mình đáp án C. Câu 12. Các em ơi, chắc là các em là team live VIP. Photo về rồi vẽ hình thầy lên bìa là thành bìa siêu xịn. Đúng là chính xác. Chắc tối nay thì share cái link đăng ký mua sách lên tường. Thầy muốn nhờ tất cả các bạn trong lớp live VIP share cái link đấy về tường của các em, để cho các bạn khác không có điều kiện học khóa on của thầy thì các bạn ấy có thể đăng ký mua sách, được không nhỉ? Các em nhớ giúp thầy một chút được không? Nhá. Với lại là trong tất cả các buổi học sắp tới ở ngoài tường ấy, thầy cũng rất là mong muốn là tất cả 100%, hơn 100 bạn thành viên trong lớp live VIP của thầy share video live stream của thầy về tường nhá.
Bởi vì là khi mà thầy like ở bên ngoài tường thì rất là mong muốn là có rất nhiều bạn xem để các bạn có thể biết được một chút 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 giỏi là thêm một chút hóa nữa. Dĩ nhiên không thể giỏi bằng team live VIP được, bởi vì live VIP thì được học từ hè rồi. Bây giờ thì các em đã bá đạo hơn so các bạn trên lớp rồi. Thế nha. Rồi tối nay thầy sẽ share cái link lên. Các em nhớ nhá, các em nhớ. Bạn nhớ là đặt xem trước thầy đấy. Câu số 12. Câu số 12. Tên các admin. Chuẩn, thank you. Đúng rồi. Câu số 12. Tên các admin lần lượt là. Câu này mới hay. Tên các admin lần lượt. Nhìn nhá. Anh này thì vẽ ra cho C NH2. Lưu ý cho thầy, nhóm N2 đính vào carbon bậc 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 để bậc 2. Carbon bậc 2 chứ không phải amin bậc 2 nhá. Anh carbon này carbon bậc 2 này. Bởi vì nó có hai liên kết với hai carbon bên cạnh. Ok, thank you Liệt Nga. Cảm ơn tất cả các bạn xem này. Vậy hoàn toàn đây là carbon bậc 2. Carbon bậc 2 thì còn được gọi là N2 đính carbon bậc 2 gọi là xét. Cái thể loại phim mà các em hay xem ấy. Đấy chưa? Vậy nên loại A, loại D, xét, xét butinamin. Sang đằng số 2 thì này là butinamin rồi. Đằng số 3 thì này là isobutinamin. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok. Mình sang câu 13 nhá. Các em ơi, hôm nay như lịch trình mình vẫn live stream thì là thầy live stream hết phần lý thuyết của amin. Còn lại phần chia dạng bài tập amin là phần cháy với phần amin tác dụng với lại axit với muối. Thì các em về nhà làm bài tập nhé. Sau đó là tối thứ năm. Tối thứ năm rồi mình chữa phần đấy. Nhớ chưa? Bạn nào mà chưa đọc lý thuyết này, chưa làm phần chia dạng chi tiết thì làm lại phần chia dạng chi tiết của thầy rất là kỹ và thầy có giải chi tiết rồi. Các em cần phải làm lại nhá. Sau đó rồi là tối thứ năm mình sẽ đi là chia dạng phần bài tập. Trong đó có bài tập cháy với bài tập mà amin tác dụng với lại axit với muối. Nhớ chưa? Đấy, nhớ là phải học trước bài. Xong là tối mới thầy live stream để chữa tiếp. Câu 13 nào. Cho các chất tính ba dơ tăng dần theo thứ tự. Thì các em chỉ nhớ thầy cái chiêu này thôi. Chỉ nhớ thầy một vài cái điểm mốc thôi là ok. Nhá, thế tính ba dơ của amin sắp xếp như thế nào? Thì tính ba dơ của amin là sắp xếp này. Thứ nhất là bậc 2 thì luôn lớn hơn bậc 1. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Và R càng đẩy thì càng lớn hơn R hút. Bậc 2 lớn bậc 1 có nghĩa là CH3NH CH3 là luôn hơn hơn thằng CH3NH2. Được chưa? Đây là cái chú ý đầu tiên này. Chú ý thứ hai này. R đẩy lớn hơn R hút có nghĩa là gì? Có nghĩa là này. Thằng C2H5NH2 luôn lớn hơn thằng CH3NH2 và luôn lớn hơn thằng NH3. Và thằng NH3 thì lại luôn lớn hơn thằng C6H5NH2. Nhớ chưa? Đấy nhá, chỉ cần nhớ vậy thôi là thắng. Thế non nhá, non này. Tính bao giờ tăng dần theo thứ tự về thằng đứng cuối cùng phải là thằng tính bao giờ mạnh nhất. Thằng đứng cuối cùng phải là thằng dimethylamin. Đây, dimethylamin này. Lớn bậc 1. Được chưa? Về 4 đứng cuối cùng. 4 đứng cuối cùng. 4 đứng cuối cùng. Vứt 4 đứng cuối cùng. Được chưa? Thế giờ còn ammoniac, methinamin và anilin. Vậy thì anilin đứng cuối cùng rồi. C6H5NH2. Vậy anilin phải đứng đầu tiên. Đúng không? Vậy là 3 phải đứng đầu tiên. 1 đứng đầu tiên vứt. 1 đứng đầu tiên vứt. 3 phải đứng đầu tiên. Vậy 3 yếu hơn nữa bạn. Đáp án đúng đáp án C. Nhớ chưa? Tiếp tục sang câu 14 nha. Sắp xếp các tính chất theo tính bazơ giảm dần. Tính bazơ giảm dần. Vậy là đứng đầu tiên thì phải là thằng có tính bazơ mạnh nhất. Vậy là thằng NaOH rồi. NaOH là bazơ mạnh nhất. Đúng chưa? Vậy thằng đứng đầu tiên là thằng số 5. 5 cơ mà. 5 cơ mà. Thằng này 6, thằng này 1 vẫn. Đúng chưa? Vậy thằng đứng cuối cùng phải là thằng có tính bazơ yếu nhất. Vậy thằng có đứng cuối cùng thằng bazơ yếu nhất thằng này bởi vì hai nhóm nó là hai nhóm hút đẻ. Vậy thằng 3 phải là thằng đứng cuối cùng. Gì? Ok, các em hiểu không? Câu 15 nha. Sắp, sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao thầy bảo là bậc 2 luôn lớn bậc 1 nhưng các em nhớ cho thầy là thằng C6H5 này là hai nhóm hút đẻ. Đây là H này, C6H5, C6H5. Hai nhóm này hút đẻ. Hai nhóm hút đẻ chắc chắn nó sẽ hút mạnh hơn là một nhóm hút đẻ nên tính bao giờ nó sẽ yếu hơn. Hiểu chưa? Câu 15 nhá. Hãy sắp xếp các chất theo đây theo trật tự tăng dần tính bao giờ. Đây có NaOH, vậy NaOH đứng cuối cùng, 4 đứng cuối cùng.
bốn đứng cuối cùng, bốn đứng cuối cùng, bốn đứng cuối cùng, bốn đứng cuối cùng không lại được. Thằng yếu nhất là thằng C6 ăn 5 nó hai rồi, thằng một phải đứng đầu tiên. Một đứng đầu tiên, một đứng đầu tiên, một đứng đầu tiên, hai đứng đầu tiên, vớt dê. À hút đây là không no. Nhá, không no, không no đói, đói nó hút. Được chưa? Cứ copy là hút E. Hương Giang Vũ nhé, cứ copy là hút E. Để cho nào tiếp tục này. Đứng ngay sau thằng AH phải là thằng Etinamin. Xe 5 tất cả hai lần H. Là thằng số 3 đứng ngay sau thằng 4. 3 đứng ngay sau 4 này. 3 đứng ngay sau 4 này. Thằng này là 2 đứng ngay sau 4 vượt. Thằng đứng ngay sau thằng 1. Xe 6 5 NH2 phải là thằng NH3. 5, 5 đứng ngay sau thằng 1. Phải để 5 đứng ngay sau 1. Vứt nốt. Vậy đáp án đúng đáp án này. Ok, dễ hiểu mà đúng không? Câu 16. Etinamin có tính bao giờ mạnh hơn anilin? Đây etinamin này. Giờ thì phân tích cái câu mà vừa nãy bạn Hương Giang Vũ vừa hỏi. NH2 này. Anilin là C6H5 NH2 này. Thằng này tính bao giờ mạnh hơn? Bởi vì nhá, cái nhóm này là nhóm no. Nhóm này là nhóm thơm. Nhóm no là nó đẩy E. Nhóm thơm thì nó hút E. Và đẩy E này làm tính bao giờ mạnh hơn, còn hút E làm tính bao giờ yếu hơn. Được chưa? Vì này, nhóm etin đẩy E, điện tử là E, làm tăng mật độ điện tích trên người tử nitơ. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Câu 17. Có 3 chất lỏng benzen C6H6 anilin C6H5 NH2 styren. Styren là C6H5 CH nối đôi CH2. Thuốc thử để phân biệt 3 lọ 3 chất lỏng trên, chắc chắn ta phải sử dụng nước brom. Brom và C6H6 không hiện tượng. Brom và anilin kết tủa màu trắng. Brom và styren mất màu brom. Chúng ta biết rồi, styren có nối đôi CC là mất màu dịch brom điều kiện thường. Còn anilin thì chắc chắn tác dụng brom tạo thành kết tủa màu trắng, là tác dụng với HNO3 trong H2O4 thì tạo thành kết tủa màu vàng. Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án B, các em nhớ nhá. Câu số 18. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho ta kết tủa là, các em lưu ý cho thầy, các em lưu ý cho thầy điều này. Mọi thằng amin mà tan trong nước thì nó sẽ tạo thành RNH3 cộng cộng OH trừ. Bởi vì mọi thằng amin đều có tính bao giờ yếu. Thế vậy có nghĩa sau này cứ auto cho thầy là cứ nhìn thấy amin thì ẩn sâu trong trái tim của nó là anh OH trừ. Nhớ chưa? Cứ nhìn thấy amin thì ẩn sâu trong trái tim của nó là OH trừ. Vậy sắt 3 cộng thì ăn OH trừ để tạo thành FeOH3 lần. Kết tủa màu nâu đỏ. Có nghĩa kết tủa là CH3 NH2. Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Rất là dễ thôi. Câu 19. Số đồng phân amin bậc 1, đây giờ hỏi đồng phân amin bậc 1. Bậc 1 là chứa nhóm NH2 rồi. Chứa vòng benzen cùng công thức phân tử C7H9 nào. Thì nhìn nhá, vòng này. Thêm một carbon đây 7 này. Đúng chưa? Bậc 1 này. Trục đối xứng này. 1. Đính vào đây là bậc 1 nhá. 2 3 4. Đáp án đúng đáp án dễ. Ok chưa? Đây câu 19. Câu 20, câu cuối cùng của tôi của buổi chiều ngày hôm nay. Các em nhớ trước khi vào câu cuối cùng, các em nhớ nghe thầy dặn nhá. Dạng một toán đốt cháy là phải làm trước đi. Thầy không quan tâm em làm đúng hay làm sai. Nhưng phải làm trước hết. Sai cũng được, càng sai nhiều mình càng dễ nhớ. Nhưng bắt buộc là phải làm hết. Tối thứ năm mình sẽ live stream dạng 1 và dạng 2. Nhớ chưa? Cứ làm từ từ bình tĩnh thôi. Thầy như các em biết nhìn thấy rồi, trong lớp live VIP thầy chữa cực kỳ chậm. Nhớ nhá, không có gì lo cả. Mình làm sai là có thể chữa. Nhưng để làm được bài thì thế này, là phải đọc lý thuyết nhá. Không đọc lý thuyết là toi. Phần amin amino acid này thầy cho cực kỳ nhiều lý thuyết. Đây này, lý thuyết này. Hút E đẩy E trong này hết nhá. Chuẩn luôn. Đây này, tính chất vật lý này hơi bị lỗi phông chút thôi. Đây, đọc hết đi đã. Đây amino acid này. Xong có cả chia dạng bài tập đây này. Chia dạng bài tập đây này. Chia dạng chi tiết hẳn hoi luôn này. So sánh tính bao giờ, so sánh đây hết rồi này. Xác định số nhóm chức này. Giải hẳn chi tiết luôn này, ví dụ này. Giải hẳn chi tiết luôn. Đấy, nếu mà ở trên lớp bọn bạn em là nhớ mang quyển sách của thầy lên trên lớp làm nhá, để khoe cho bọn bạn nó trầm trồ. Được chưa? Thì mới khủng được. Rồi câu cuối cùng ngày hôm nay. Câu số 20. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Rất nhiều đứa tưởng làm câu này phải học thuộc, nhưng với thầy Minh không bao giờ phải học thuộc. Em quan sát kỹ.
trong cả bốn chất này. Thì úi rồi Nguyễn Dương, em phải đọc sách giáo khoa nhầm và đọc sách của thầy. Tuần trước, tối thứ năm tuần trước thầy hướng dẫn chúng ta học lý thuyết rồi Dương ạ. Thế thì Dương phải xem video buổi livestream tối thứ năm tuần trước nhá. Này quan sát ạ. Mình có này, pH này. pH của anh này thì chỉ có pH thằng X là nhỏ hơn 7. Còn tất cả bọn này đều lớn hơn 7 hết. Và nhỏ hơn 7 thì nó phải là axit. Và trong bọn này thì chỉ có một thằng duy nhất có tính axit. CH3NH2 là amin. NH là amin nên là có tính bazơ. NH3 tính bazơ. Phenol có tính axit. Aniline có tính bazơ. Vậy chỉ có phenol. Vậy X là phenol. X là C6H5. OH. Thế loại này đáp án A. Đúng chưa? Loại này đáp án gì? Nhìn tiếp nhé. Trong IZT thì có thằng Z là thằng pH lớn nhất. Thằng Z là thằng pH lớn nhất. Vậy tương đương à, nay Dương mới vào. Ôi nhỏ nhỉ. Thế thì xem lại các video buổi trước nhá. 22 cái video đấy. Xem lại ngay từ giờ đi Dương nhá. Tranh thủ xem lại đi. À, có thầy lưu ở trên phần công bố của lớp. Nhá. 22 video tương đương 22 tiếng mà. Một ngày. Một ngày học đến đây. Kinh khủng không? Pét thằng này lớn nhất. Vậy thằng này có tính bao giờ mạnh nhất? Vậy là trong này thì anh này. Thì anh này là thằng có tính bao giờ mạnh nhất. Vậy Z chúng ta là CH3 nữa thầy. Mình đáp án đúng đáp án. Đúng. Được chưa? Các em hiểu chưa? Nhớ nghe thầy dặn này. Toàn nốt cháy amin này. Và dạng 2 amin tác dụng dung dịch muối. Tối thứ năm mình học tiếp. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ tại đây. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Nhớ xem mọi bài thầy đăng lên trên trang cá nhân nhá. Cảm ơn tất cả các em. Bye bye. Chào tạm biệt. Giờ thầy đi dạy lớp off này. Chào tạm biệt lớp live VIP nhá. Chúc các em cả ngày chủ nhật vui vẻ.